ấn chuột lên trên, chọn cái equal, tức là hai cái đó bằng nhau, ta click chuột đó và chúng ta rê xuống hai cái đối tượng. Chúng ta bấm chuột trái lên cái đối tượng này, chúng ta lại bấm chuột trái lên cái đối tượng bên tay phải, thì hai đối tượng lúc này là bằng nhau thẳng hàng, và chúng ta thấy cái hình chúng ta nó đối xứng trở lại. Đối xứng trở lại. Bây giờ chúng ta sẽ ràng buộc các kích thước còn lại với cái chuyện tương tự, thì chúng ta sẽ làm chuyện này rất là nhanh thôi. Chúng ta di chuột lên phía trên, chúng ta chọn General Dimension và chúng ta ràng buộc các kích thước. Quý vị và các bạn không quá lưu tâm gì cái chuyện kích thước ở đây, để cho chúng ta hoàn toàn tự do, chúng ta sửa nó cho đến xong cùng. Chúng ta click chuột lên cái đối tượng đầu tiên ở phía trên, click chuột cái đối tượng phía dưới, và chúng ta lại tiếp tục click chuột trái ở đâu đó và chúng ta chọn cái thước. Trong trường hợp này tôi chọn 40 mm và bấm nút duyệt ở đây. Đoạn phía dưới tôi làm tương tự, tôi chọn trên đối tượng này, tôi bấm chuột trái tương tự. Quý vị chắc là cũng đã quen rồi, chúng ta chọn đây là 16 mm. Chúng ta sẽ ràng buộc cái đoạn phía trên này là 40 mm các bạn, hay là trong trường hợp này là 60 mm. Và cái khoảng cách từ hai cái điểm giao điểm ở phía dưới này, chúng ta sẽ chọn một cái thước nào đó, chúng ta chọn bất kỳ, chúng ta click chuột vào đó. Sau đó chúng ta lại di chuột sang phải và click chuột vào cái đối tượng này. Chúng ta sẽ bấm lại ở đây, trong trường hợp này chúng ta chọn, thì chúng ta thấy rằng có cái kích thước là 73 phẩy mấy, thì chúng ta có thể sửa nó lại, chúng ta sửa rất là dễ dàng thôi. Ta cho là 76 mm chẳng hạn. Và chúng ta bấm nút duyệt ở đây. Thì cái biên dạng của chúng ta đã vừa đúng về mặt hình học và vừa đúng về mặt kích thước như chúng ta mong muốn rồi. Thì chúng ta rê chuột, chúng ta bấm chuột phải, chọn Don và bấm chuột phải một lần nữa, chúng ta chọn Finish Cut để kết thúc cái phác thảo đó. Chúng ta nhìn cái phác thảo đó trong không gian 3 chiều, đúng với dạng hình học và đúng với kích thước mà chúng ta mong muốn. Sau đó chúng ta sẽ phát triển cái khối này lên. Chúng ta dùng là Net Tool bên tay trái, chúng ta click vào đó, chúng ta chọn cái profile. Trong trường hợp này thì chúng ta bấm profile ở đây, chúng ta rê chuột và chúng thấy cái diện tích trong cái biên dạng đó đã hiện đổi sang một cái màu khác. Chúng ta click chuột vào giữa cái biên dạng đó và chúng ta cho cái khoảng cách ở đây, tôi quyết định là chọn cái khoảng cách ở đây là 40 mm, và có thể là đi hai bên chẳng hạn, là hai bên mỗi bên là 20 mm, và chúng ta click OK. Quý vị các bạn thấy rằng cái đối tượng của chúng ta đã phát triển ra rồi. Thì bây giờ chúng ta làm cái lệnh hồi nãy, tức là chúng ta có thể vẽ như thế này. Chúng ta có thể đặt vào đây một cái lỗ giống như cái lệnh mà bữa trước chúng ta đã học. Thế thì bây giờ chúng ta click chuột phải, chúng ta chọn Don và chúng ta di dời chuột sang phía bên tay trái. Chúng ta chọn Hold. Lệnh này chúng ta cũng đã quen. Chúng ta bấm vào Hold thì cái hộp thoại đó sẽ hiện ra cho chúng ta. Thì Inventor hỏi chúng ta là cái cách thức mà chúng ta đặt để cái đối tượng, cái lỗ mà chúng ta đục xuyên qua đối tượng nó như thế nào. Thì chúng ta chọn rất là dễ dàng, chúng ta chọn nói rằng trong trường hợp này chúng ta chọn là linear, tức là nó nằm trên cái mặt phẳng đó, các cái với các cái ràng buộc là như thế này. Chúng ta chọn face và chúng ta click lên face mặt trên cùng. Chúng ta có thể thấy rằng chúng ta lại rê chuột sang, chúng ta nhìn thấy hai cái tham chiếu phía dưới, tức là cái tham chiếu đầu tiên và tham chiếu thứ hai. Thì chuyện này chúng ta đã làm một lần rồi, và chúng ta có thể chọn cái tham chiếu thứ nhất ở đây. Sau đó chúng ta click chuột trái để chọn cái tham chiếu thứ hai ở đây. Quý vị muốn sửa lại khoảng cách này thì chúng ta có thể sửa lại rất là dễ dàng. Trong trường hợp này tôi chọn là 30 mm để cho đối tượng nằm vào giữa cái lỗ đó, nằm vào giữa cái bề mặt đó. Hay là cái khoảng cách này chúng ta bấm chuột và chúng ta chỉnh lại là 20 mm. Cái lỗ này có kích thước là bao nhiêu thì chúng ta chọn rằng, giả sử trong trường hợp này tôi chọn là 18 mm chẳng hạn. Và Inventor hỏi chúng ta là cái termination, tức là cái mà cái để quyết định là cái kết thúc của cái lỗ đó như thế nào, thì chúng ta bấm vào cái mũi tên chút xuống bên dưới này. Chúng ta chọn Cruel, tức là toàn bộ cái đối tượng của chúng ta, cái lỗ đó sẽ xuyên suốt vào toàn bộ đối tượng. Và bây giờ thì chúng ta chỉ cần click Apply để nhìn xem cái lỗ đó đã được tạo ra, và chúng ta click Done để kết thúc cái quá trình tạo cái lỗ đó. Và chúng ta nhìn trong không gian 3 chiều thì cái lỗ đó được tạo ra đây rồi. Bây giờ quý vị thấy rằng trước khi mà chúng ta là thao tác nhìn trên cái đối tượng của chúng ta là nó có hai cái lỗ giống hai cái lỗ hình chữ nhật như thế này từ trên xuống dưới, thì chúng ta sẽ tiếp tục làm cái khối kế bên và chúng ta dùng cái tính chất nhằm minh họa cái lệnh gọi là Mirror Feature. Ở đây chúng ta có cái lệnh là Mirror Feature bên tay trái.
tức là đối xứng các cái thuộc tính, các cái tính chất, các cái tính năng của đối tượng mà chúng ta tạo ra ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại để tạo cái đối tượng đó trên cái đối tượng mà chúng ta đang vẽ dang dở bên phía trước. Chúng ta thấy rằng cái đối tượng của chúng ta tạo ra trong không gian ba chiều như thế. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái khối, hai cái khối hai bên. Thì quý vị thấy rằng chúng ta quay trong không gian ba chiều, chúng ta click chuột phải chọn Don, chúng ta click chuột phải chọn New Case để vẽ một cái phác thảo trên cái bề mặt mà chúng ta chọn trong trường hợp này là cái đáy. Và chúng ta click chuột trái trên cái bề mặt, cái mặt đáy đó để chúng ta vẽ cái phác thảo lên đó. Sau đó chúng ta lại làm cái chuyện quen thuộc là chúng ta quay cái mặt phẳng đó về mặt phẳng màn hình để chúng ta thao tác cho dễ. Chúng ta chọn lúc Add ở phía trên, ta bấm vào lúc Add. Sau đó chúng ta quay xuống, chúng ta chỉ cái mặt phẳng ở bên dưới đáy này, chúng ta click chuột vào đó. Thì cái mặt phẳng của đối tượng đã quay về mặt phẳng màn hình và chúng ta vẽ. Như vậy thì trước khi mà chúng ta làm chuyện đó thì chúng ta sẽ vẽ một cái hình chữ nhật trước. Chúng ta vẽ một cái hình chữ nhật. Chúng ta rê chuột sang trái, chúng ta thấy rằng two point rectangle, tức là chúng ta vẽ một cái hình chữ nhật được xác định bởi hai điểm. Thì cái lệnh này chúng ta cũng đã học phía trước rồi. Chúng ta bấm vào đó và chúng ta vẽ một cái hình click chuột ở trên cái màn hình của chúng ta, đồ họa chúng ta, và chúng ta vẽ cái hình chữ nhật bất kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ ràng buộc kích thước của cái hình chữ nhật này và như là một cái phác thảo, và cái vị trí chính xác của nó nằm ở đâu. Chúng ta click chuột phải và chọn Don để chúng ta chấm dứt cái lệnh vẽ vừa mới vẽ xong. Bây giờ chúng ta sẽ ràng buộc đối tượng nằm vào đây. Thì quý vị thấy rằng chúng ta lại di chuột lên cái thanh công cụ phía trên. Chúng ta ràng buộc kích thước như trước giờ chúng ta vẫn làm. Chúng ta chọn General Dimension, click chuột vào đó. Chúng ta sẽ buộc cái cạnh mà chúng ta đang rê chuột ở đây trùng với cái cạnh của đối tượng 3D. Và tôi click chuột trái trên cái cạnh đó. Tôi click chuột trái trên cái cạnh của đối tượng. Và ở đây chúng ta sẽ click lại. Chúng ta click lại ở đây và chúng ta thấy là cái khoảng cách đó, Inventor nói là hiện thời là khoảng cách đó là 4.643mm. Thì chúng ta click chuột để sửa lại là bằng 0. Tức là khoảng cách giữa hai đối tượng nó bằng 0. Thì lập tức là cái đối tượng của chúng ta nó, cái cạnh nó là khoảng cách bằng 0, cho nên nó trùng vào trong cái cạnh của đối tượng ở đây, đối tượng 3D. Bây giờ chúng ta sẽ xem là bây giờ cái đối tượng của chúng ta bây giờ có những kích thước như thế nào. Thì tôi sẽ xem như là tôi cho cái khoảng cách từ, đây là một cái hình chữ nhật chẳng hạn, tôi là một hình vuông chẳng hạn, thì tôi cho đây là 30mm. Ở đây chúng ta có thể chọn 30mm. Chúng ta có thể chọn, thay vì chúng ta có thể quyết định bằng cách là chúng ta chọn ở đây là bán kính là 40. Xin lỗi, là đường kính là 40. Thì trong một lát nữa chúng ta sẽ tạo cái biên dạng 3D đó. Cái biên dạng đó, ở cái dạng là chúng ta dùng lệnh Fillet. Chúng ta click. Như vậy thì để cho cái đối tượng của chúng ta nó nằm ngay vào giữa cái khối này, thì chúng ta sẽ ràng buộc kích thước bằng cách là chúng ta chọn General Dimension. Chúng ta click cái cạnh bên tay trái. Sau đó chúng ta chọn cái rê chuột và chúng ta chọn cái tâm của đối tượng ở đây. Chúng ta thấy này, trên cái tâm của cái lỗ ở đó, ở dưới chúng ta click chuột trái vào đó. Và bây giờ chúng ta di dời để xem. Thì quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta thấy có cái thước ở trên này 40, mà bây giờ nếu mà cái đối tượng chúng ta nằm vô giữa thì cái thước này chắc chắn là 20mm. Chúng ta sửa đó là 20mm. Như vậy thì chúng ta đã có cái khối đó, có cái biên dạng đó đúng với các cái thước mà chúng ta mong muốn. Nếu chúng ta cảm thấy không hài lòng với cái thước này, chúng ta có thể chỉnh lại sau khi chúng ta vẽ hoàn chỉnh cái khối này rồi. Và chúng ta click chuột phải, chúng ta chọn Don để chấm dứt cái lệnh cho cái thước đó, ràng buộc cái thước. Chúng ta click chuột phải, chúng ta chọn Finish Case để chấm dứt cái phác thảo mà chúng ta mới vẽ xong. Bây giờ chúng ta nhìn quay ra không gian ba chiều, chúng ta nhìn thấy biên dạng của chúng ta. Chúng ta thấy cái biên dạng đó nằm trong không gian ba chiều. Bây giờ tôi sẽ biến cái đối tượng này thành ra là có chiều cao là 10mm. Thì chúng ta làm một cái lệnh quen thuộc là chúng ta chọn di chuột sang trái, chúng ta chọn Extrude, chúng ta bấm Extrude. Và chúng ta chọn cái profile mà chúng ta mong muốn. Chúng ta chọn profile mà chúng ta mong muốn. Như vậy thì cái biên dạng mà chúng ta vừa chọn xong nó có một cái màu nào đó. Và cái khoảng cách ở trong trường hợp này chúng ta sửa lại là 10mm. Nhưng mà cái khối Inventor đề nghị là đi xuống phía dưới, thì chúng ta đảo chiều lại rất là dễ dàng. Và chúng ta click OK. Đây thì chúng ta thấy rằng cái đối tượng của chúng ta, một cái khối được tạo ra và nó gắn vào cái khối còn lại. Bây giờ
Chuyện mà chúng ta làm tiếp theo, tức là chúng ta dùng cái lệnh fillet trong không gian 3 chiều để chúng ta tạo một cái hình trụ ở bên mình, là một cái mặt trụ, một cái mặt cong trong không gian 3 chiều. Thì quý vị thấy rằng ở đây chúng ta có hồi nãy cái thước ở đây mà chúng ta ràng buộc là 40mm. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ có cái bán kính là 20. Thì chúng ta lại rê chuột sang trái, chúng ta thấy ở đây có cái fillet mà chúng ta đã làm trong những bài trước. Ta click vào fillet, chúng ta chọn lên hai cái cạnh mà chúng ta sẽ dự định là sửa là 20mm đó. Chúng ta rê chuột lên đây và chúng ta click chuột trái. Sau đó chúng ta lại rê sang phải, chúng ta click chuột trái ở đó nữa. Và chúng ta quay lại chỉnh cái bán kính này trong trường hợp là 20mm. Chúng ta thấy rằng thay vì chúng ta có thể vẽ một cái biên dạng đúng cái biên dạng mà nó có cái mặt trụ đó, thì bây giờ chúng ta lại dựng nó trong không gian 3 chiều bằng lệnh fillet. Và chúng ta click OK. Sau khi click OK xong thì quý vị thấy rằng nó cái mặt trụ đó đã được tạo ra với cái khối đó. Bây giờ chúng ta thay vì chúng ta đi vẽ cái khối đối diện, thì Inventor cho chúng ta cái công cụ là chúng ta đối xứng cái thuộc tỉnh đó. Chúng ta sẽ mirror cái picture đó. Bây giờ muốn làm được điều đó thì chúng ta quay trở lại, chúng ta làm cái mặt phẳng làm việc. Cái mặt phẳng làm việc đó làm bằng cách là chúng ta sẽ tạo một cái mặt phẳng làm việc vuông góc với một cái cạnh đi qua đúng trung điểm của cạnh đó. Thì chúng ta di chuột xuống phía dưới và chúng ta rê xuống phía dưới, thanh trường xuống dưới, chúng ta thấy là cái quạt len. Chuyện này chúng ta cũng đã quen rồi. Ta click vào quạt len. Sau đó chúng ta chọn một cái cạnh, trong trường hợp này tôi chọn cái cạnh bên dưới. Chúng ta rê, chúng ta thấy là cái trung điểm của đối tượng nó hiện ra đây. Chúng ta chỉ bấm click chuột đôi, click vào đó và chúng ta thấy cái mặt phẳng làm việc đã hiện ra đây. Và chúng ta sẽ dùng cái mặt phẳng đó để đối xứng cái khối mà chúng ta mới vẽ sang bên tay tay phải, bên phía bên kia của cái khối 3D mà chúng ta tạo. Thì quý vị và các bạn thấy rằng chúng ta lại rê chuột ở trên phía trên của cái đối tượng này, chính là chúng ta có dùng, chúng ta thấy rằng mirror feature, chúng ta đối cái tính chất đó của đối tượng qua phía bên kia. Chúng ta dùng phím shift và M nếu chúng ta bấm đồng thời, chúng ta click vào mirror feature. Thì trong trường hợp này cái hộp thoại mirror parent hiện ra cho chúng ta và chúng ta có những cái tùy chọn là chúng ta chọn cái feature, chúng ta chọn cái khối mà chúng ta mới dạy ra, chúng ta chọn cái khối đó. Quý vị thấy khi rê chuột lên thì cái khối đó đổi sang một cái khối bao ban đầu của đối tượng, mà khi chúng ta chưa có fillet của đối tượng, chúng ta bấm chuột trái lên đó. Như vậy chúng ta khẳng định rằng cái khối đó là cái khối mà chúng ta sẽ chọn để đối xứng. Như vậy chúng ta phải quyết định xem là cái khối 3D mà cái mặt phẳng mà chúng ta sẽ đối xứng là gì, thì chúng ta rê chuột lên, chúng ta chọn cái mirror plane, chúng ta bấm chuột trái vào đó. Và chúng ta rê chuột xuống phía dưới, chúng ta chỉ cái mặt phẳng làm việc mà chúng ta mới vừa tạo ra hồi nãy. Chúng ta bấm chuột trái lên đó. Thì chúng ta thấy là cái đối tượng của chúng ta đã